Ok, xin chào mọi người, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với video nhận định thị trường ngày 22 tháng 11. Chị rất là vui được gặp lại mọi người trong video lần này. Và trước khi bắt đầu thì chúng là mọi người bỏ một chút thời gian ra có thể là like, subscribe kênh giúp chị nhé. Ok, thì hôm nay chúng ta có một phiên giao dịch tăng khoảng 3,36 điểm thôi. Tuy nhiên thì chị để ý thấy rất nhiều cổ phiếu có cái đà tăng rất là tốt, đặc biệt là cái nhóm chứng khoán và bất động sản, đúng không? Những cái điều này ấy, thì chính nó mọi người rồi là gì ạ, có thể thị trường nó giảm đúng không, mọi người thì rõ ràng là thị trường nó giảm và gần giống như ở đây là một cái nhịp đáy hai đúng không, nhưng mà gần như các cổ phiếu khỏe và có cái nền tảng vĩ mô tốt ấy, thì hầu như nó đi ngang đó, hầu như là đi ngang luôn. Và chị thấy rằng là rất là ít cổ phiếu bị giảm và vi phạm hỗ trợ ấy, khiến chúng ta phải cắt đúng không. Đa số là thị trường mà chỉnh thì hầu như cổ phiếu nó có những cái nhịp nhúng nhúng nhưng mà rất là ít đấy đó, và tín hiệu bán nó không có, gần như là không có ở trong cái đoạn xuyên suốt cái đoạn như này luôn, đúng không ạ? Hiện tại thì chúng ta đang đóng cửa ở vùng 1.113 điểm, vẫn thì vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu và cái yêu cầu mà chỉ có đề ra từ cái video lần trước, đúng không? Tuy nhiên thì chỉ thấy rằng là nhiều cổ phiếu đã có điểm mua mới, và thị trường ngày mai chỉ kỳ vọng rằng là sẽ vượt được vùng 1.115 điểm. Thực ra nếu mà mọi người có thể nhìn thấy hôm nay thì cũng có lúc đã chạm lên vùng 1.115 điểm này rồi. Bằng chứng là đây, mọi người nhìn thấy không? Đó, có cái lên đến vùng này có nhịp bán nhẹ xuống, đúng không? Nhưng mà không vấn đề gì cả. Thì có thể là thị trường nó sẽ tích lũy ở dưới vùng 1.115 khoảng 1 đến 2 phiên, sau nó bật là điều rất bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà cổ phiếu của chúng ta chỉ thấy rằng đa phần là rất là khỏe, đến từ nhóm chứng khoán thì có những cái cổ phiếu như là VCI, cổ phiếu VND, cổ phiếu gì ạ, SHS, và nhóm bất động sản thì DXG và HDC, chị thấy hôm nay cực kỳ khỏe luôn. Ok, thị trường của chị hôm nay là vậy thôi. Thị trường nó vẫn đang tốt nhé, và mọi người vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và tìm kiếm điểm mua thêm. Lưu ý là lần này sẽ phải mua từ từ chứ không mua kiểu gấp thép được. Đó, thì bây giờ cho mọi người đọc một chút về cái tư vấn ở trong room khách hàng của chị nhé. Ok, mọi người đợi một chút ạ. Ok, đấy. Đây, mọi người nhìn thấy cái, sao không được nhỉ? À, đây rồi. Phải tắt cái này đi. Đó. Đây, mọi người nhìn thấy không? Hôm nay đây là tư vấn bắt đầu ngày này. Chúc mọi người biên bản của họp mới của Fed bảo sẽ tiếp cận về vấn đề lãi suất thận trọng hơn, đúng không, mở đường có chính sách bồ câu hơn và dự đoán kinh tế Mỹ yếu đi, nhưng đây là không hiểu, nói chung là cái tin như này là không ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Ngoài ra thì trong hôm qua thì thị trường tài chính có một tin nữa là chủ tịch của Binance, mà nếu mà mọi người có ai chưa coi thì biết ấy, là chủ tịch của Binance là CJ đúng không, đấy, thì CJ đang bị hôm qua có một tin là nhận tội gọi là rửa tiền và lập tức từ chức chủ tịch của Binance. Thì cái tin như vậy thì chỉ đánh giá rằng là nó chỉ tác động rất là ít đến đến thị trường chứng khoán thôi, đúng không, gần như là nó sẽ không tác động, bởi vì coin và chứng khoán là hai cái thị trường nó hoàn toàn khác nhau, đúng không? Đó, đây là CJ từ rửa tiền này đấy, đúng không? Với diễn biến giá hôm qua in em đã phân tích cuối phiên thì em thấy khả năng cao là index tiếp tục tạo ra pin 3 thôi, không có gì mới, đúng không? Đó, mọi người nhìn thấy không, hôm nay thị trường lại tiếp tục tạo pin 3 tiếp, thì chúng ta vẫn phải làm quen với những cái yếu tố hiện tại là thị trường nó sẽ dao động trong cái biên nó tương đối là bé, nhưng mà cổ phiếu nó vẫn lên là mầm, đúng không? Đó. Thời điểm hiện tại thì ạ, thị trường không biết là mọi người giữ tỷ trọng mà được, đúng không? Nay thì mua thêm một con CI nữa nhá. Đấy, mọi người chú ý CI nhá, những cái phiên tới mà CI mà mọi người mua theo có lãi thì nhớ ủng hộ chí bằng việc mở tài khoản hoặc là like và sub kênh thì là cũng cũng tốt lắm rồi. Ok, Novaland này chạy với tin kia như điểm break không xấu, chỉ hơi yếu thôi, mọi người nhìn không? Novaland này break này mua được, đúng không, nhưng ai có sẵn hàng thì mua thêm thì hơn là mua mới. Thì thực ra ấy, chị vẫn giữ cái thái độ gọi là cẩn trọng đối với Novaland này. Nếu mà mọi người còn nhớ ấy, chị hô Novaland từ giá 14 về giá 12 mua hết đấy, nếu mà mọi người có thể coi lại video khoảng tầm 1 đến 2 tháng trước ấy, thì cái vùng đấy chị cho rằng là cổ phiếu Novaland là cổ phiếu mà có thể đầu tư dài hạn được, đúng không? Nhưng bây giờ hiện tại nó 16 17 rồi. Đúng không? Và mọi người có thể thấy rằng cái
cái lúc mà nó vậy nó giảm mọi cắm mắt đất ấy, thì có nhà đầu tư nào hô hào đâu, mà bây giờ thì chỉ thấy là nhà đầu tư hô hào Novaland khiếp quá, rồi siêu phẩm Novaland, rồi gọi là khỏe nó kia đấy, thì thành ra là chị rất là sợ khi mà cái cổ phiếu mà mình kiểu như mình mua dưới đáy rồi lên trên vùng đỉnh nó bị hô hào ấy, thì nó không không biết là giải thích bằng cách nào, nhưng mà thường khi một cổ phiếu nó bị hô hào quá nhiều ấy thì thường đó là đỉnh đấy đó. Và Novaland thì chị nghĩ rằng là mua được đấy, thì hôm nay lúc mà Novaland nó bật khoảng 3% và đã mua rồi, thì cổ phiếu Novaland đóng trần đúng không? Đấy, ok chưa? Hôm nay tiếp tục có cổ phiếu DG. DG hôm nay là một cái phiên nó đã vượt được cái ngưỡng mà chị cho rằng là cổ phiếu sẽ tiếp tục bước vào trên tăng, là cái mức giá 20.8 đó, mọi người nói mọi người từ trước rồi đúng không? Có nghĩa là chị đã bán Novaland ở khoảng giá 20.3. Đấy, thì nếu mà cổ phiếu mà vượt được 20.8 thì tức là mình bán sai và mình sẽ phải mua lại đúng không? Đó, có nghĩa là chị hôm nay chị cũng bảo cover lại DG rồi này, tầm 20.9 mua. Đó. Mọi người thấy không? Hôm nay thị trường tăng có 3,3 điểm thôi mà cổ phiếu gọi là tăng rất mạnh luôn. Đó. Ok, thì vậy thôi. Hôm nay là cũng là những cái điểm mua tương đối là đẹp dành cho một số anh chị nào chưa có hàng hoặc là muốn mua thêm. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau xem những cổ phiếu nào đang có điểm mua đây ở trong những cái phiên sắp tới nhá. Đây nào. Ok, đầu tiên là nhóm bất động sản đi. Đích, Đích hôm nay thì Đích là con mà chỉ thấy rằng cũng khỏe, cho rằng là khỏe, nhưng mà điều kiện mua mới của nó hôm nay chưa được đúng không? Và trong cái video ngày hôm qua không nói mọi người rằng là Đích ấy là một cái con mà sẽ tương đối giống với con HDC, mọi người nhìn cái mô hình này không? Đó. Nhưng hôm nay thì Đích vẫn chưa vượt được cái kháng cự này, thì nếu trong ngày mai Đích vượt thì mọi người mua đúng không? Còn nếu mà nó cứ lình xình dưới đây thì chưa mua được. Đó, chỉ mua được khi mà nó gì ạ? Nó về cái band dưới này thôi. Đó, thì về cái band dưới này thì có thể là mua, nhưng mà hạn chế mọi người hạn chế mua ngay vùng cản nhé. Thà đợi nó vượt cản đi rồi mua đúng không? Nó sẽ chắc chắn hơn. Và nếu mà Đích vượt được cái vùng gì ạ? 26.8 này này, 26.7.8 này này, thì nó sẽ lên đến cái vùng đỉnh cũ là tầm vùng 28 đó, là cái target của Đích nhé. Cổ phiếu thứ hai, cổ phiếu DG đấy. DG mọi người nhìn thấy không, khi mà cổ phiếu nó vượt được 20.8 đúng không, nó sẽ tiến thẳng lên là 21.2. Thì bây giờ vùng giá mục tiêu của DG thì cho rằng là gì ạ? Vùng này đây là vùng giá khoảng 23, 23 sẽ là vùng cản đầu tiên của DG đấy, thì mọi người đang có hàng thì tiếp tục nắm giữ nhé. Còn về chiều mua mới của DG thì chúng ta sẽ phải đợi tiếp tín hiệu. Đấy, thì hẹn mọi người ở trong video ngày thứ năm chúng ta sẽ cùng phân tích đúng không? Nhưng mà với cái form hiện tại của DG nó khá là đẹp đấy chứ đúng không? Nếu mà giải thích một cách tương đối là khách quan đi, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận như sau này. DG nó không có quá trình tạo nền ở trên vùng giá khoảng 20, 19, 20 đúng không? Nó gì ạ? Nó có một cú gọi là nhịp rũ bỏ. Đây gọi là nhịp rũ bỏ đúng không? Rũ bỏ nhà đầu tư gọi là weak hand. Đấy. Thì nhịp này thì đúng là nó có vi phạm, theo chí là có vi phạm, chí đã đủ đợi đủ tín hiệu nó vi phạm thì chí mới bán, nhưng cuối cùng là một nhịp gọi là lừa đúng không, kiểu lừa đấy, thì chí bán ở đây chỉ bán 50% đó, mình bởi vì chí nghĩ rằng là DG nó chưa thể dừng lại ở đây cả, nhưng mà mình vẫn phải có một cái kỷ luật trong đầu tư. Nếu mà mình nhận định sai thì mình phải khi mà nó đã sai theo nhận định của mình rồi mình phải cắt đó, và khi mà cổ phiếu nó lại chen thì mọi người mua lại, nó là điều hết sức là bình thường, chả vấn đề gì cả đúng không? Đó, đó là cái vùng target chốt lời. Còn DG nhé, mọi người lưu ý vùng giá 23 này. Hôm nay cũng khá là nhiều anh chị hỏi chí về giá mục tiêu của DG đấy, bởi vì là cũng đang lãi nhiều rồi mà cũng không biết là đến đâu thì chốt đó. Thì cái vùng mua đầu tiên của chí là vùng gì ạ? Vùng này cơ mà, đó là cây nến này này. Đấy. Tiếp theo là cổ phiếu HDC. HDC hôm nay cổ phiếu chí thấy rất là đáng chú ý, mọi người thấy không ạ? HDC hôm nay là một cái phiên mà đã vượt được cái mốc mà chí cho rằng là HDC đã thoát thoát biên sideways. Đấy, và nếu mà mọi người đang có HDC thì mọi người sẽ chọn là mua ở ngay phiên hôm nay. Hôm nay có khách hàng hỏi chí là về việc con HDC này, thì chí đã bảo là gì ạ? Vừa rồi mua đi anh đó đúng không? Và lúc mà mua thì cổ phiếu tăng khoảng 3%, hiện tại thì nó tăng lên 5% thì lãi khoảng một ít nữa trong phiên đúng không? Nhưng mà tín hiệu của HDC này cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người có thể nhìn đây cái hộp chí vẽ từ cái phiên ngày 9 tháng 11 đến hôm nay là 22, khoảng 2 tuần rồi thì cổ phiếu đã đi nền trong 2 tuần để nó mới break được đúng không? Mà cái phiên break nó lại rất là gì ạ? Nó lại rất là đúng với cái tiêu chuẩn mà chị đề ra. Thứ nhất là gì ạ? Cái biên độ nến rất là dài đúng không? Và nến đóng cửa là nến đóng cao nhất ngày. Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là mọi người nhìn cái cột thanh khoản này. Đó.
nhưng mọi người nhìn có thanh khoản không đấy, mọi người nhìn có thanh khoản không đó, thì ở đây chắc chắn là một cái điểm mua thêm cho mọi người rồi. Ai có hàng thì mua thêm, ai chưa có hàng thì có thể mua mới. Cổ phiếu này thì nói mọi người ở trong những cái livestream lần trước rồi, chắc cũng không cần nói lại ở đâu đúng không? Thì chúc mừng anh chị nào đã gì ạ, đã mua được HDC nhá. Cái vùng giá mục tiêu của HDC thì treo chí là gì ạ, vùng 38 này đấy. Mọi người cũng nhớ chú ý quan sát khi một cổ phiếu tiệm cận vùng này thì có những cái phương án tốt nhất nhé. Đó, còn hiện tại thì chúng ta đang thấy là đây là một cổ phiếu mạnh và đẹp đúng không? Đó, và mọi người sẽ tiếp tục nắm giữ hàng. Đó, nó đánh rất là đúng form luôn, nền chồng nền, nhưng mà mỗi tội cái nền này có thể là nó đang hiện đây có thể là cái vùng mà tích lũy rất là nhiều khối lượng bị kẹt ở trên này, nên nó mất khoảng 2 tuần để hấp thụ. Nhưng mà với cái tín hiệu hiện tại thì cho rằng là rất là đẹp rồi đúng không, đã hấp thụ xong rồi đúng không, đấy có những cái nến gọi là kéo xả liên tục này đúng không, nhưng mà vấn đề nó không để thủng cái hộp này đúng không, và chúng ta vẫn có thể giữ tiếp hàng đúng không, và đúng không đấy, chúng ta vẫn có thể giữ tiếp hàng đấy. Nếu mà ai mà nhạy thì có thể là mua ở ngay những cái phiên mà như thế này rồi đúng không. Cái này thì chị cũng chia sẻ với mọi người ở trong những video trước, nhà đầu tư mà kiểu bám sát thị trường được thì có thể hoàn toàn là trading trong cái biên hộp này. Cái biên này của nó cũng khá là rộng, biên nó khoảng 6% đấy, thì mọi người trading khéo khéo thì mọi người cũng ăn được nhiều đó. Còn hôm nay thì đây là một cái tín hiệu mà cổ phiếu đã gì ạ, đã xác nhận rằng là thoát biên sideways và bật thông tiếp, thì mọi người sẽ tiếp tục nắm giữ nhé. Sang ngành thứ hai là ngành chứng khoán đi ạ. Ngành chứng khoán hôm nay chỉ đang chú ý nhất là cổ phiếu VCI. Thì VCI ấy thì chỉ có nói mọi người ở trong video ngày hôm qua rồi, là chỉ cũng phím trong VIP rồi. Nếu mà ai chưa có hàng chứng khoán hoàn toàn có thể mua. Và hôm nay thì VCI tiếp tục bứt phá đúng không? Thì nếu mọi người mua hôm qua thì ngày mai hàng về, chiều mai hàng về và đã có lãi khoảng điện khoảng 4% trong tài khoản, thì kỳ vọng của chị thì thấy rằng là VCI nó đã vượt được cái vùng gọi là vùng cản này rồi đúng không? Đó, thì bây giờ VCI, mục tiêu của VCI ấy, nó sẽ là vùng giá bao nhiêu ạ? 48. Đấy, 48 nhá. Đó, có thể là trong cái quá trình đi lên ấy, nó sẽ có một vài cái cản, nhưng mà chị thấy rằng là cổ phiếu này có thể gì ạ? Có thể là có thể lên được vùng giá 48 đó. Đấy, 43 đến 48 thì nó cũng không nhiều đâu, nó cũng khoảng 10% thôi, không nhiều. Đấy, thì nếu mọi người đang cầm VCI thì tiếp tục nắm giữ nhé. Về điểm mua thêm thì thực ra là mấy hôm nay nó cũng để cho mọi người mua rất là nhiều rồi đúng không? Không phải là không có cơ hội đâu đúng không? Đấy, VCI nó đã gì ạ? Nó đẹp từ ngày hôm qua rồi. Cái mà mọi người chỉ chia sẻ với mọi người nó đẹp từ ngày hôm qua rồi đúng không? Đấy, mọi người nhìn này, VCI nhìn ngày hôm qua nhé. Đấy, nó có một cái phiên là break này, sau test lại thì mua ngay, nhìn test lại này. Đó, và cái đấy là cách mua của chị đúng không? Thực ra là cổ phiếu nó rất là nhiều, cổ phiếu nó có điểm mua ở trong ngày hôm qua rồi, nếu mà mọi người nhạy một chút mọi người mua, có thể là mọi người lúc đầu thì hơi sợ, nhưng mà sang ngày hôm nay thì tiếp tục rất là nhiều cổ phiếu cho điểm mua tiếp. Nếu mọi người không mua thì bây giờ cũng tương đối là khó, việc mà cầm tiền trong thị trường như vậy nó cũng rất là FOMO đúng không, và khi mà mọi người lại không, nhiều khi lại không kiểm soát được cái lòng tham của mình, lại thấy là ai cũng ăn rồi rồi thị trường khoe lãi ầm ầm rồi tăng ầm ầm nọ kia, thì bây giờ bắt đầu gì ạ, thấy gọi là kiểu như cái đang tức ở và FOMO theo thị trường đấy. Thì nhiều khi là những cái người cầm tiền bị lỡ sóng ấy, thì là những cái người gọi là gần như là mua ở trong với là mua ở trong cái đợt sóng cuối cùng và thường thường bị kẹt hàng đó. Thì mọi người hết sức là lưu ý cái trường hợp chỉ nói ra nhá. Đấy, thị trường ai tăng thì ai cũng thích, nhưng mà nếu mà mọi người đang nhỡ cầm tiền rồi thì có thể inbox với chị để nhờ chị hỗ trợ xem có hướng nào hoặc là cổ phiếu nào mà đang có điểm mua không, thì chị sẽ phím cho. Ok chưa? Tiếp theo cổ phiếu gì ạ? VND. VND hôm nay vẫn tiếp tục là vùng để mua. Đây, vừa nói xong thì VND hôm nay vẫn có thể mua được. Theo chỉ view của chị vẫn mua được nha. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Hôm nay VND vẫn tiếp tục giữ cái vùng gap tăng này, thì khả năng ấy là cổ phiếu này nó sẽ vẫn phải tạo nền ở trên cái vùng giá 21.5 một thời gian đã, khoảng 3 phiên, 1-2 phiên đã, thì chị cho rằng là an toàn hơn. Còn mua thì vẫn mua ok nhá. Mọi người cứ mua nhắm giá khoảng 21.5 mà mua đúng không? Cổ phiếu vẫn giữ cái vùng gap tăng này là chị theo chị rất là ổn đó. Ok, thì đấy mọi người nếu mà chưa có hàng có thể nhặt VND cũng được nhá. Tiếp theo cổ phiếu gì SHS thế mà. SHS này. Ok, SHS này đáng chú ý đấy nhá. Nếu mà cổ phiếu gì ạ vượt được cái vùng cản này là vùng gì ạ? 18.6 thì mọi người hoàn toàn có thể mua mới nhá. Hoàn toàn có thể mua mới luôn. Đừng sợ nó việc có tăng nhiều từ dưới đáy lên mà không mua. Đúng không? Cổ phiếu nó đã không mất khoảng tầm 7 phiên để hấp thụ khối lượng từ cái vùng đỉnh này, nó bán xuống mất tầm 7 phiên đúng không, và bây giờ nếu mà chúng ta có một tín hiệu mà bứt phá vùng đỉnh này thì treo chí là một cái, đấy là một cái điểm mua đẹp dành cho mọi người đó.
Thì mọi người cứ yên tâm nhé. Ok chưa? Tiếp theo là gì ạ? Không biết là mọi người nhìn thấy màn hình livestream chưa? Ok. Tiếp theo là cổ phiếu VIX xem nào. Đó. VIX hiện tại thì nó không khỏe như là trước đâu, đúng không? Nhưng mà tín hiệu hiện tại thì theo chí vẫn đẹp và vẫn có thể mua được. Có nói mọi người ở trong clip ngày hôm qua rồi, đúng không ạ? Đó, thế nếu mà ai đang đang chưa có hàng ấy thì sẽ có thể là mua được VIX, nhưng mà lưu ý hàng này là cho những người mà thích tính đầu cơ cao. Đó, thì mọi người hoàn toàn có thể mua VIX ở quanh giá 17 với tỷ trọng 30% trước. Đó, để xem nó gì ạ? Nó cái xu hướng sắp tới nó như nào, nhưng mà chỉ thấy rằng là VIX cũng đang giao dịch rất tích cực ấy, khi mà nó đã gì ạ? Nó vượt được cái vùng nền tích lũy này và đang tạo nền ở trên nữa. Đấy thì mọi người mua ở đây và đợi tín hiệu nó tăng tiếp thì mọi người mua thêm. Còn nếu mà nó đi, tiếp tục đi ngang ở vùng giá 17 thì thôi đừng có mua thêm, thì chỉ mua đúng 30% là tài khoản thôi nhá. Đấy là cái chiến lược hợp lý dành cho VIX. Đó thì tổng kết lại thì chúng ta có thể là mua được cổ phiếu VIN đi, cổ phiếu gì ạ? SHS và cổ phiếu VIX. Đó. Ở trong cái nhịp nhịp này nếu mà ai chưa có hàng rồi nhé. Còn bây giờ thì hiện tại chỉ đang khuyến nghị cổ phiếu SSI, cổ phiếu gì ạ, ETF rồi, đúng không? Ở sẽ còn ETF này à? Ui dồi, ETF thì cũng gọi siêu siêu phẩm đấy. Đấy, siêu phẩm đấy, ai có hàng thì cũng nên giữ tiếp nhé. Vùng target nó hướng tới là vùng 46 đó. Thực ra con này nó đánh chắc là cũng vừa được thôi, nó sẽ vừa được thôi đấy. Sóng tăng của mọi người thì thấy không, nó rất là khỏe luôn, nó tạo một cái nền ở quanh vùng giá 40 đến 42 này. Hôm nay cái đến bật tăng tiếp này đó, thì trong ngày hôm qua ấy, nó cũng là một cái điểm mua rồi đấy. Khi mà mọi người nhìn cổ phiếu này, một cổ phiếu nó đã test lại cái vùng giá 42 này, khi mà nó vượt được nhé, sau đó hình thành nền doji test lại đấy, thì điểm mua có thể mua trong ngày hôm qua hoặc là mua trong ngày hôm nay cũng được, mua trong ngày hôm nay cũng được đó. Nếu mà mọi người có FTS thì mọi người tiếp tục giữ nắm giữ nhé. Đó thì review view qua mọi người, cho mọi người một chút về nhóm ngành chứng khoán, đúng không? Thì sang nhóm ngành thứ ba, nhóm ngành thép nhé. Theo chị là nó vẫn có thể mua được đấy, hôm qua vừa vẽ cho mọi người đúng không, là cái gì ạ, cái vùng hỗ trợ quay là hỗ trợ cổ phiếu nó sẽ là vùng nền cũ, mọi người nhìn thấy không ạ? Hôm nay cổ phiếu gì ạ, cổ phiếu Hoa Sen thì nó cũng đã có những cái phiên mà nó những cái thời điểm mà nó gì ạ? Nó quay trở lại vùng nền này, nhưng mà cuối phiên nó rút chân lên đúng không, thì thành ra là mọi người vẫn có thể mua Hoa Sen ở tầm giá khoảng 22 nhá, và tín hiệu gia tăng khi mà gì ạ, vượt được cái vùng này, vượt được vùng giá khoảng đây xem nào, có phải trên này chứ, đấy, vượt được vùng giá 22 chấm gì ạ, 22.5 thì mọi người sẽ mua thêm. Còn cổ phiếu chỉ cho rằng nó sẽ tạo nền ở quanh vùng giá 2 như này thì mọi người cứ mua trước khoảng 3%, đợi nó tìm tạo ra tín hiệu tăng tiếp thì mọi người mua thêm. Ok chưa? À, Nam Kim mà đó, mọi người nhìn thấy không, hôm qua chỉ cho rằng là gì ạ, nhóm thép nó sẽ vẫn còn tiếp tục tăng ấy. Cái cây ngày hôm qua chẳng ảnh hưởng gì cả, nó không, nó một tín hiệu bị bán ngược nhưng mà không phải là một tín hiệu gì ạ, đảo chiều. Nói thật với mọi người đây không phải là một tín hiệu đảo chiều đâu, chẳng qua là gì ạ, cái vùng này là vùng vùng đỉnh và cái số lượng kẹt hàng đấy rất là nhiều đúng không, cổ phiếu nó bị FOMO quá ở đầu phiên thì nó sẽ dễ tạo ra những cái tín hiệu là tín hiệu mà bị bán ngược trở về đúng không, nhưng mà nó không phải là một tín hiệu để mọi người chốt lời đó, nó không phải một tín hiệu đảo chiều xu hướng đấy. Thành ra mọi người vẫn giữ tiếp, và hôm nay mọi người nhìn thấy không, nó bật tăng trở lại, xong nó tích lũy ở dưới vùng tích lũy ở dưới vùng 23 một thời gian, nó bật tiếp thì lúc đó quá đẹp luôn đó. Thì nhiều nhà đầu tư em thấy cũng bán mất Nam Kim rồi, hôm nay đi mua lại, em chẳng hiểu tại sao, nhưng mà chỉ nói mọi người rồi là cái việc mà mọi người mua bán liên tục như thế nó sẽ rất là thừa và nó sẽ rất là tốn phí đúng không. Nhiều khi là mọi người bị nhạy quá, ví dụ là cổ phiếu hơi giảm tí đã bán rồi đúng không, hay là cổ phiếu mới tăng tí nó chả là tạo tín hiệu gì cũng đã mua rồi đúng không, và việc mọi người làm như thế nó sẽ chỉ bổ béo cho broker thôi, chả 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 phải là tốt cho mọi người đâu đấy, bởi vì là mọi người mua bán càng nhiều thì broker càng nhiều phí, thì cái việc đấy chỉ không bao giờ khuyến nghị mọi người làm nhé. Ok, về view chung là như vậy, thì một số cổ phiếu chỉ khuyến nghị hôm nay thì vẫn đang có những cái tín hiệu tốt. Dabaco là cổ phiếu mọi người đang quan tâm nhiều nhất. Tín hiệu hiện tại ở Dabaco là chỉ thấy là 5 phiên rồi nó vẫn đi ngang giữa 24, cũng hơi mất kiên nhẫn với nó một chút, nhưng mà nó diện nó làm một tín hiệu bán đâu, đây là một tín hiệu tích lũy và đi ngang tạo nền nữa mà đúng không. Cổ phiếu nào thời điểm này ấy, chỉ thấy rằng là cổ phiếu nào ở thị trường ấy nó cũng có một cái form chung chung, ví dụ như cổ phiếu HDC HDC này đấy,
cũng với form tạo nền đúng không, và DIG này đấy, DIG này đó cũng là form tạo nền, hay là DXG cũng vậy, DXG cũng là form tạo nền và gãy nền rũ bỏ đúng không, hoặc là cổ phiếu gì ạ, SHS, à cổ phiếu SHS đi đấy, cũng là tạo nền, cũng mọi người nhìn thấy không ạ. VND cũng tạo nền như vậy, thì hầu hết cổ phiếu thời điểm hiện tại chỉ cho rằng là tạo nền, nhưng mà mỗi con thì nó sẽ có một cái form tạo nền khác nhau. Ví dụ như là đích thì nó không có quá trình gọi là gãy nền rũ bỏ, nhưng mà DXG nó lại có đó, nó gãy hẳn xuống giá 18 rồi xong nó lại kéo ngược lên đó, mọi người nhìn thấy rồi đúng không. Đấy thì bây giờ tín hiệu hiện tại của DBC chỉ cho rằng là tạo nền, và cái điểm mua gia tăng ấy thì là vượt 24.2, có nghĩa là vượt ra khỏi cái vùng bay này thì chỉ cho rằng là chỉ sẽ mua gia tăng. Ở đây thì chỉ đã mua khoảng 60% lượng hàng rồi, hiện tại đang có lãi khoảng 3%, nó chưa lãi nhiều đúng không, nhưng mà chị sẽ đợi con này nó vượt 24.2 trong ngày mai chị sẽ mua. Thì câu chuyện của DBC nói mọi người rồi là diện câu chuyện về giá thịt lợn cuối năm đó. Ok, 2G thì chúng vẫn ổn nhé. Tiếp theo là cổ phiếu SSI mà đấy, SSI này cũng một điểm mua gia tăng đẹp của SSI này đó, vượt 32.8 rồi. Đúng không? Vừa rồi cái này thực ra là chỉ kể từ trước đấy, nếu mà mọi người để ý, nếu mà xem cái video của chị thường xuyên ấy, thì sẽ diện mua trong ngày hôm nay. Thì, bây giờ tín hiệu hiện tại của SSI là vượt được vùng 32.8 thì target tiếp theo nó sẽ là vùng 34.2 đúng không? Đấy, thì nếu mọi người đang cầm SSI theo chị thì nắm giữ tiếp nhé. Hoa sen hôm nay có người hỏi chị cho mua đấy, cho mua bắt đáy có thể hoa sen đấy. Ok, thì một số cổ phiếu trên thị trường chỉ nhìn thấy cũng là những cái cổ phiếu mà khỏe nhất và có điểm mua rồi, thì mọi người chú ý xem, có nghĩa là xem hết những cái tư vấn dành cho cổ phiếu đấy nhá, những cái mốc thứ nhất là ta hỗ trợ này, thứ hai là kháng cự này, xem nó ở đâu để mọi người có thể tự lập một kế hoạch giao dịch cho mình đúng không. Đấy, chỉ hướng dẫn khá là chi tiết để những cái cách mà điểm ra điểm vào cổ phiếu rồi đấy, thì mọi người cứ chú ý xem ở đấy thì theo chí sẽ ổn thôi đó. Còn thị trường chung thì trong ngày mai cái kỳ vọng của mình nó sẽ là vượt được vùng 1115 là đẹp nhất đúng không. Những ai mà chưa mua ở trong ngày hôm nay ấy, thì chú ý những cái cổ phiếu mà chị vừa nói, thứ nhất là cổ phiếu VND, thứ hai là cổ phiếu gì ạ, cổ phiếu SHS, và thứ ba là cổ phiếu VIX đúng không, là những cổ phiếu mà đang còn điểm mua nếu trong trường hợp nó confirm tiếp được cái trend đấy. Nhưng mà khi mà mọi người mua những cổ phiếu đấy nhá, mọi người phải chú ý những điểm nào là điểm mà có thể đặc điểm kích hoạt lệnh mua, hoặc là mua theo tỷ trọng như nào đúng không. Đấy thì mọi người phải chú ý nhá. Ok, thì video đến đây chỉ kết thúc, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người thấy hay thì cho chị một like, một sub kênh nhá.